Y học cổ truyền ghi chép lại cây mặt quỷ là loài dược liệu mọc hoang phổ biến ở những đồi núi, bụi rậm hay rừng thưa tại nhiều tỉnh thành nước ta. Dân gian truyền lại cây mặt quỷ có rất nhiều tác dụng, dùng làm thuốc chữa bệnh, mụn nhọt, mẩn ngứa. Để hiểu rõ hơn cây mặt quỷ có tác dụng thế nào, các bạn tham khảo thông tin về cây mặt quỷ qua bài viết dưới đây nhé. Hình ảnh cây mặt quỷ. Giới thiệu về cây mặt quỷ. Tên gọi: cây mặt quỷ tên tiếng Việt, mặt quỷ, nhào lông. Cây gạch: cây mặt quỷ có tên khoa học Marinder umbellus L. Marinder Caden Pro XB, tích mừng da Chimosis Lao. Cây thuộc họ Rubiaceae, hình dạng cây mặt quỷ. Cây mặt quỷ là loại cây mọc tỏa, thân mềm, thân leo có thể dài tới 10 mét. Lá hình trái xoan ngược rộng, thuôn, bầu dục hay hình dải ngọn giáo, thót lại ở gốc. Lá tụ nhọn hay có đuôi và nhọn mũi ở đầu, dài 2-12,5cm, rộng tới 4cm. Lá nhãn hình tam giác hay có lông ở mặt dưới, cân phụ 4-6 cặp, cuốn dài 1cm. Hoa xếp thành đầu đường kính khoảng 6mm ở ngọn nhánh hay xếp hình tán. Hoa có màu trắng, tràn có ống có lông ở vùng cổ, thùy 4 thon. Mùa hoa nở, hoa có thể ra quanh năm quả, gồm những hạt chính nhau có màu đỏ, rộng 8-10mm, cần hình cầu, chẹp, có bề mặt xù xì, hình thù quái dị, giống như một con quỷ, với nhân cao 4mm, dày 2mm, hạt một trong mỗi nhân. Phân bố, cây mặt quỷ mọc rất phổ biến ở những đồi có cây bụi, hay rừng thưa tại nhiều tỉnh nước ta. Cây thường được tìm thấy mọc ở các bờ đất dưới chân đồi, ven suối. Người ta cũng hay gặp cây mặt quỷ mọc bò trên các cây bụi nơi đất khô trải nắng miền Trung, từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Còn thấy cây mặt quỷ mọc ở các nước nhiệt đới châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Mỹ. Bộ phận sử dụng: lá và rễ tươi hay khô, có khi hái toàn dây và lá. Để sử dụng cây mặt quỷ có tác dụng thế nào trị mụn nhọt, mẩn ngứa? Trong y học cổ truyền, cây mặt quỷ có vị cay, ngọt, tính hơi nóng. Trong rễ cây mặt quỷ có chứa chất glucosid và một số chất tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Lá và thân dụng ngoài trị mụn nhọt, lị, mẩn ngứa, kẻ lở ngoài da, chữa rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, kiết lỵ. Ở các nước trên thế giới như Ấn Độ, người ta đã sử dụng lá cây mặt quỷ kết hợp với một số loại thảo dược khác hoặc một số chất thơm sắc nước uống dùng trị ỉa chảy và lỵ khá hiệu quả và được ưa chuộng. Chữa khớp, thấp khớp, đốt đau, phong thấp. Y học cổ truyền đã chứng minh trong cây mặt quỷ có vị cay, ngọt, tính hơi nóng, có tác dụng tả hỏa, ích thân, cường cân cốt. Trong thành phần dược tính của cây mặt quỷ được ác dược sĩ, giảng viên tại trường Cao đẳng Y dược thành phố Hồ Chí Minh đã xét nghiệm thấy chất glucosid và các dẫn xuất anthraquinone bên trong rễ của cây mặt quỷ. Chữa sốt, ho, cầm máu. Ở Trung Quốc, theo sách Hải Nam Thực Vật Chí, dùng cây mặt quỷ bỏ rễ chữa sốt, ho, cầm máu, trị đau dạ dày, viêm gan cấp, ngoại thương chảy máu. Ngoài ra đã có nghiên cứu chứng minh cây mặt quỷ còn dùng trị đau lưng, tê thấp. Cây mặt quỷ trị các bệnh về tiết niệu, các vết thương, vết cắn. Ở Indonesia, người ta sử dụng cây mặt quỷ để điều trị các bệnh đau bụng, ỉa chảy, bệnh về cơ quan tiết niệu, bệnh đái đường, bệnh tê phù, bệnh lao phổi, đau ngực, ho, đau gan, chữa các vết cắn, vết nứt và các vết thương. Cây mặt quỷ trị nhiều bệnh. Một số bài thuốc trị bệnh của cây mặt quỷ. Cây mặt quỷ trị các bệnh về khớp: cây mặt quỷ 10 giờ, vỏ xà cừ 10 giờ, rễ cỏ xước 10 giờ, rễ cây chổi sẽ đồng 10 giờ, tất cả đem rửa sạch, sát lấy nước uống. Cây mặt quỷ trị chung sáng vỏ rễ cây mặt quỷ 10-16 giờ, đem rửa sạch, sát lấy nước uống. Bài thuốc trị đau khớp, đau lưng, nhức xương từ cây mặt quỷ. Cây mặt quỷ 12-20 giờ mỗi ngày, sắc lấy nước uống. Những lưu ý khi dùng cây mặt quỷ. Theo dân gian, cây mặt quỷ tươi, quả có tính độc nên không nên để gần tầm tay trẻ em. Cây mặt quỷ có tính độc nên khi sử dụng nên tuân theo hướng dẫn của bác sĩ. Tác dụng của cây mặt quỷ còn tùy thuộc vào cơ địa hấp thụ của mỗi người. Khi sử dụng nên qua thăm khám và chỉ định của thầy thuốc. Với những tác dụng của cây mặt quỷ như trên, các bạn đã hiểu hơn về cách sử dụng và công dụng của cây mặt quỷ. Nếu cần tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng các loại cây dược liệu, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt
Câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết, tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Hoặc các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Củ Ba Kích và liên hệ trực tuyến qua Thuốc Nam Online để được giải đáp và tư vấn. Let's look at why.